Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần chơi tiếp theo của chúng tôi, phần chơi mang tên Lựa chọn thông minh. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng nhau đến với phần chơi lựa chọn thông minh. Và ở trong phần chơi này, chúng tôi sẽ có hai câu hỏi dưới dạng câu hỏi lựa chọn dành đến với các đội chơi. Nhiệm vụ của các bạn là gì? Đơn giản thôi, các bạn chỉ cần lựa chọn một trong ba phương án của chúng tôi đưa ra. Đội nào có câu trả lời trước và trả lời chính xác, đội đó sẽ có ngay lập tức 500 bàn đồng. Đội còn lại nếu như mà đưa ra câu trả lời sau và chính xác sẽ chỉ có 300 bàn đồng thôi. Vì thế, tôi xin nhấn mạnh là việc có câu trả lời trước là rất quan trọng để các bạn có được mức tiền thưởng tối đa cho mỗi một cơ hội ở trong phần chơi này. Chúc các bạn sẽ thành công. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phim tình huống đầu tiên của chương trình. Xin mời. Bực xúc lắm rồi. Hôm nay tôi sang đây là để làm rõ việc trả lại lô hàng chè búp khô mà hôm trước các anh giao cho chúng tôi. Đây là lần đầu tiên hai bên chúng ta hợp tác. Thế mà các anh lại giở cái trò gian dối ra ở đây. Thế này là không được, không thể hợp tác được. Ê, anh cứ bình tĩnh. Sau khi nhận được thông tin là bên anh trả hàng do trọng lượng không đúng trong hợp đồng, tôi đã cho anh em kiểm tra lại ngay rồi ạ. Kiểm tra rồi ấy gì? Vâng ạ. Thế bây giờ các anh giải thích với tôi thế nào đây? Hả? May là tôi chưa phân phối lô hàng đấy cho khách hàng, chứ nếu không là uy tín của cả hai bên, đặc biệt là bên tôi, nhất là cái mặt tôi đây này, bị thiệt hại một cách nghiêm trọng. Anh ơi, anh cứ bình tĩnh đã. Bình tĩnh làm sao được? Thực ra thì bên phía công ty chúng tôi cũng rất tiếc khi sự cố này xảy ra ạ. Bởi vì ở công ty chúng tôi thì luôn luôn đặt lòng trung thực lên hàng đầu trong kinh doanh ạ. Chứ không có chuyện là gian dối để mà bớt trong mỗi gói chè mấy lạ trước khi giao cho anh đâu ạ. Đúng vậy, hiện nay chúng tôi tiến hành sản xuất, đóng gói sản phẩm đúng theo quy trình. Hay là do bên anh có nhầm lẫn gì trong khâu kiểm tra nhận hàng? Này, các anh gian dối với tôi một lần thôi nhé. Đừng có mà hạ uy tín của tôi thêm lần nữa. Khi mà nhận hàng từ bên anh, tôi đã cho người cân đo đong đếm 3 lần trên 2 hệ thống đo khác nhau mà cùng cho ra một kết quả. Đấy, nếu có nhầm lẫn ở đây là do phương tiện đo của bên anh có vấn đề. Hiện nay bên tôi đang dùng các loại cân bàn, cân lò xo. Các loại cân này đều đã được kiểm định kẹp chỉ, dán tem kiểm định trước khi đưa vào sử dụng. Như vậy thì không thể có sự nhầm lẫn được. Liệu có khi nào trong quá trình sử dụng hàng ngày ở dưới xưởng thì có sự sai lệch giữa các chiếc cân không hả anh? Bởi vì thực ra là chúng ta cũng đã sử dụng những chiếc cân đó trong suốt một năm rồi. Đấy. Vấn đề là ở đấy đấy. Cốt lõi nó là ở đấy đấy. Tôi nghĩ là sai số là từ đấy mà ra nhá. Các phương tiện mình dùng từ năm này qua năm khác, từ ngày này qua ngày khác, cái việc hư hỏng hao mòn dẫn đến sai số là điều tất yếu. Không thể như thế được. Tôi vẫn thường xuyên cho anh em kỹ sư kiểm tra tất cả các loại cân. Nếu như có độ sai lệch thì phải khắc phục ngay. Thế là anh sai rồi. Tôi nói cho anh chị nghe này. Theo quy định ấy, các loại cân đo ví dụ như là cân bàn, cân đĩa, cân đồng hồ, lò xo vân vân ấy là thuộc loại phương tiện đo bắt buộc phải kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và kiểm định định kỳ 12 tháng một lần. Việc kiểm định ấy là phải do cơ quan có chức năng, có thẩm quyền thực hiện chứ không phải là do doanh nghiệp bên anh tự làm. Các anh hiểu chưa? Chắc là anh nhầm thế nào chứ ạ? Việc kiểm tra định kỳ là không cần thiết. Nếu như có cần phải kiểm tra thì đó từ phía khách hàng chứ không phải bắt buộc. Anh ơi, hình như là có quy định phải kiểm tra đấy ạ. Nhưng mà 2 năm mới phải kiểm tra một lần thôi. Thôi, kiểm định hay không là việc của các anh. Đây là tôi khách hàng, là tôi góp ý chân thành cho các anh thôi. Còn các anh nghe hay không thì tùy nhé. Cái việc mà cân đo đong đếm sai lệch kết quả ấy, thì nó ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của sản phẩm hàng hóa, mà còn ảnh hưởng đến cả khách hàng chúng tôi nữa, mất niềm tin ở các anh. Thôi, chào anh chị, tôi về. Vấn đề mà chúng tôi nêu ra trong phim tình huống vừa rồi cũng chính là nội dung câu hỏi mà chúng tôi muốn dành đến với hai đội chơi. Và câu hỏi đầu tiên như sau: doanh nghiệp Anh Long có sử dụng nhiều loại cân bàn, cân lò xo để mua bán sản phẩm hàng hóa. Theo quy định, doanh nghiệp Anh phải tuân thủ việc kiểm định đối với các phương tiện đo trên như thế nào? A. Kiểm định định kỳ 12 tháng một lần. B. Kiểm định định kỳ 24 tháng một lần. Và C. Tùy theo yêu cầu của công ty Anh. Một đội chọn A và một đội chọn C. Phương án chính xác sẽ biết được sau khi tôi chia sẻ những thông tin sau đây. Thưa quý vị, việc kiểm định phương tiện đo là do tổ chức kiểm định thực hiện để đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường. Theo khoản 1 điều 4 thông tư 23/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định, các loại phương tiện đo trong đó có cân bàn, cân lò xo phải được tiến hành kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng, kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng và kiểm định sau sửa chữa. Trong đó, chu kỳ kiểm định định kỳ là
12 tháng một lần. Xin chúc mừng các bạn đội STE, các bạn đã có câu trả lời hoàn toàn chính xác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng đặc biệt của Sáng Tạo Việt. Xin chào quý vị và các bạn quay trở lại với Sáng Tạo Việt. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thử thách mà chương trình dành cho đội chơi xuất sắc nhất sau 3 vòng chơi trước. Đó chính là hai thành viên của đội STE. Hiện nay các bạn đang có mặt ở vòng chơi đặc biệt. Nếu như các bạn tiếp tục vượt qua 5 câu hỏi lựa chọn của chúng tôi thì các bạn ngay lập tức sẽ có thêm một phần quà giá trị nữa, là một chiếc điều hòa thương hiệu Simicra với công nghệ tiên tiến của Nhật Bản và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Các bạn chú ý là các bạn sẽ có 60 giây để trả lời 5 câu hỏi của chúng tôi. Và mỗi một câu hỏi các bạn sẽ có tối đa 2 lượt trả lời. Đã rõ luật chưa? Rồi, chúc các bạn sẽ may mắn nhé. 60 giây bắt đầu. Câu 1. Theo quy định của pháp luật đo lường, các loại phương tiện đo nào bắt buộc phải được kiểm định bắt buộc? A. Phương tiện đo nhóm 1. B. Phương tiện đo nhóm 2. C. Tất cả các loại phương tiện đo. C. Không chính xác. Câu 2. Phương tiện đo nhóm 2 là phương tiện được sử dụng trong hoạt động nào? A. Định lượng hàng hóa dịch vụ trong quá trình mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường. B. Trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác. C. Cả hai phương án trên. C. Chính xác. Câu 3. Phương tiện đo nhóm 2 được kiểm soát và đo lường bằng biện pháp nào sau đây? A. Phê duyệt mẫu trước khi sản xuất nhập khẩu. B. Kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng. Và C. Là cả hai phương án trên. B. Không chính xác. Câu 4. Việc phê duyệt mẫu phương tiện đo nhóm 2 được thực hiện bởi cơ quan nào? A. Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. B. Các đơn vị thử nghiệm mẫu phương tiện đo. C. Các tổ chức kiểm định phương tiện đo. A. Chính xác. Câu 5. Việc kiểm định phương tiện đo nhóm 2 được thực hiện bởi cơ quan nào? A. Tổ chức kiểm định được tổ chức cá nhân có nhu cầu lựa chọn. B. Tổ chức kiểm định được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định. Và C. Cả hai phương án trên. C. Không chính xác. Câu 1. Theo quy định của pháp luật đo lường, các loại phương tiện đo nào bắt buộc phải được kiểm định bắt buộc? A. Phương tiện đo nhóm 1. B. Phương tiện đo nhóm 2. 1. A. Không chính xác. Rất đáng tiếc, chúng ta đã quay trở lại với lần trả lời thứ hai cho câu số 1 nhưng các bạn vẫn chưa tìm ra được đáp án. Không phải A, không phải C mà là B ạ, là phương tiện đo nhóm 2. Nếu các bạn chú ý thì các bạn sẽ thấy là những câu hỏi phía sau của chúng tôi đều liên quan tới phương tiện đo nhóm 2. Và như vậy rõ ràng, phương tiện đo nhóm 2 mới là đáp án của câu số 1. Ở câu số 3, phương tiện đo nhóm 2 được kiểm soát và đo lường bằng cả hai phương án A và B chứ không phải chỉ là phương án B như các bạn đã lựa chọn. Như vậy, phương án của chúng ta đó chính là C. Ở câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 5, việc kiểm định phương tiện đo nhóm 2 được thực hiện bởi tổ chức kiểm định được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định. Đó là phương án B chứ không phải là C. Như vậy tóm lại là các bạn đội STE, các bạn đã trả lời chính xác được 2 câu trên tổng số 5 câu hỏi của chúng tôi đưa ra. Vì thế mà chiếc điều hòa Simicra sẽ vẫn ở lại với chương trình. Và các bạn sẽ tạm biệt chúng tôi ra về với số tiền thưởng 6.100.000 đồng. Xin chúc mừng các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, với những ý tưởng sáng tạo cũng như là sáng chế mà chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi rất là hy vọng điều này đã có thể đóng góp một phần mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân và giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chống lại biến đổi khí hậu. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau. Chương trình Sáng Tạo Việt kỳ tới mời quý vị đồng hành cùng hai đội chơi đến từ Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam và Học viện Nông nghiệp Việt Nam để cùng khám phá một sản phẩm mới, bột dinh dưỡng từ củ khoai lang tím giống Nhật Bản. Và đặc biệt, chương trình cũng sẽ giới thiệu những kiến thức bổ ích về việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp. Mời quý vị và các bạn đón xem Sáng Tạo Việt, đánh thức tiềm năng.